Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương phối hợp cùng Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh ASEAN Hoa Kỳ tổ chức diễn đàn thương mại Việt Nam Hoa Kỳ thường niên năm 2022 với chủ đề Thay đổi, thách thức, thích ứng Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, sau hơn 27 năm bình thường hóa quan hệ, quan hệ hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ đã đạt được nhiều tiến triển thực chất trên cả bình diện song phương và đa phương. Trong nhiều lĩnh vực hợp tác khác nhau, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng khoảng 248 lần, từ 450 triệu đô la Mỹ năm 1995 lên gần 113 tỷ đô la Mỹ năm 2021, bất chấp đại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Dự kiến, con số này còn tăng hơn vào cuối năm 2022. Hiện Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại thứ hai có kinh mạch thương mại vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ với Việt Nam. Tại diễn đàn, đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ bà Pamela Phan, phó trợ lý bộ trưởng phụ trách khu vực châu Á nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trụ cột kinh tế thương mại đóng vai trò trung tâm. Bà cho biết, cả khu vực công và tư của Hoa Kỳ đều sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các sáng kiến mới, các lĩnh vực tiềm năng và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững hiện nay như kinh tế số, năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục và dịch vụ tài chính. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, thay mặt Bộ Công Thương Việt Nam và chính quyền bang Oregon, Hoa Kỳ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Thống đốc Kate Brown đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng. Tại diễn đàn, với sự tham gia chia sẻ, nhận định của các bộ ngành doanh nghiệp, hiệp hội cũng như các chuyên gia của Việt Nam và Hoa Kỳ đã cung cấp kênh trao đổi thông tin, quan điểm một cách toàn diện, đa chiều về xu hướng thị trường, nhận định triển vọng hợp tác và khuyến nghị các giải pháp thiết thực, kịp thời cho doanh nghiệp để thích nghi, nắm bắt những cơ hội thị trường mới và phát triển đột phá.